Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tôi Là Người Củ Chi. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn là hai cặp Đực Man các bạn. Đó, một cặp đỏ, một cặp khú các bạn. Đây, cặp Đực Man đầu tiên này các bạn, manh mỹ đầu trụi nè. Gu bật nè các bạn thấy không? Xương chà bá, xương cối nè các bạn. Đó, manh mỹ manh bơm nè các bạn, xương cối nè. Yếm dầu nghiêm chỉnh các bạn. Cặp này chủ báo giá là 33 triệu các bạn. Con này là manh bu. Sẽ lưng nghiêm chỉnh, không có sẽ mặt nha các bạn. Còn tiếp theo các bạn, yếm dầu đồ nghiêm chỉnh nè các bạn. Sái tích con này nghiêm chỉnh luôn. Chân móng đều hoàn thiện. Đó, đòn dài. Tay lớn các bạn, tay lớn. Chân móng nè, móng sò hoàn thiện nè các bạn. À, cặp manh mỹ này thì chủ báo giá là 33 triệu các bạn, 33 triệu. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đó, hai cái tay như hai cái quạt luôn các bạn thấy không? Đòn dài. Chân móng hoàn thiện. Giá 33 triệu các bạn. Còn đây là cặp man khú nè các bạn. Đó. Hơi thiếu nuôi nha các bạn. Con này đòn các bạn không? Đó, đòn dài, yếm dầu nghiêm chỉnh, sai thích đúng, man khú. Chân móng là hoàn thiện. Cặp này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu. Đó, chân móng là hoàn thiện luôn các bạn không? Xe mặt, xe lưng đều nghiêm chỉnh hết các bạn. Gu bật gu nè các bạn không? Đòn dài. Đó, còn kế tiếp yếm dầu đồ nghiêm chỉnh nè các bạn, chân móng là hoàn thiện, khú manh khú các bạn, sái tích nghiêm chỉnh nè. Cặp này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn, 32 triệu, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng đều hoàn thiện các bạn, giái hai hòn rồi các bạn, đòn dài, giá 32 triệu các bạn, giá 32 triệu. Manh này manh thả các bạn, giá 32 triệu các bạn. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chủ bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Đó. Hai con ma này con nào cũng cao vàng hết các bạn, cao vàng. Đó. Cái gu con này bật cực kỳ bật luôn các bạn thấy không? Gu này bật cao. Sái tích thì nghiêm chỉnh, xe mặt, xe lưng đồ nghiêm chỉnh hết, chân móng là hoàn thiện các bạn. Điều là móng sò hết các bạn. Đây, con này cao 1m15 bò nè các bạn, đo ngay xe lưng. Cao 1m15 bò. Con này cao 1m12 bò. À, giá 32 triệu các bạn, giá 32 triệu, con cao 1m15, con cao 1m12. Giá 32 triệu, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết. Giá 32 triệu nha các bạn. À, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò các bạn. Đây, con cặp manh mỹ nè các bạn. Cao 1m08 bò các bạn. Con này cao 1m08 bò, sái tích nghiêm chỉnh. À, gù bật. Cao 1m08 bò rồi ngay xe lưng. Đó, cái đầu chà bá yếm dầu rồi nghiêm chỉnh hết các bạn. Còn mà con này manh bu nè các bạn, lai sâu nè. Cù bật các bạn không? Cũng cao 1m08 bò luôn các bạn. Cặp này chủ báo giá là 33 triệu các bạn. Manh mỹ. Đầu trội. Con này hiếu sẽ mặt các bạn. Đó, lai sâu. Chân móng đồ hoàn thiện. Giá 33 triệu các bạn. 33 triệu cao 1m08 bò. Cặp này đồng khích nhau luôn các bạn. Hai con này cao con nào cũng cao 1m08 bò hết các bạn. Giá 33 triệu. Chân móng đều hoàn thiện hết. Yếm dậu rồi nghiêm chỉnh hết. Con này tới già nó cũng không có cái sừng nào luôn các bạn. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Đó, đòn dài cực kỳ gu bật nè. Đó, con này cũng vậy các bạn. Tay lớn gu bật, sái tích nghiêm chỉnh. Đó, chân móng đều hoàn thiện. Đó, chân móng sò hoàn thiện hết các bạn không? Giá 33 triệu cao 1m08 bò. Giá 33 triệu cao 1m08 bò các bạn. Yếm dầu rồi là nghiêm chỉnh hết các bạn. 33 triệu. Đó, anh em nào bạn bè nào có nhu cầu cứ liên hệ nha các bạn. Đó, đòn dài. Sái tích đồ là nghiêm chỉnh hết. Con này sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Đó, chỉ có con manh bu là nó hiếu sẽ mặt thôi các bạn. Manh bu đồ trụi. Còn đây là khú nè, khú mặt nè các bạn không? Manh khú, chân móng đều hoàn thiện hết. Con này cao 1m12 bò. Đó. Yếm dầu rồi nghiêm chỉnh hết. Xe mặt, xe lưng rồi nghiêm chỉnh hết các bạn. Gu bật, đòn dài. Đó. Cặp man này thì chủ báo giá là 32 triệu các bạn. Con này cao 1m12. Các bạn thấy cái yếm dầu rồi nghiêm chỉnh hết các bạn.
chân móng đi hoàn thiện hết, xương cũng chà bá luôn các bạn thấy không. Giá 32 triệu các bạn, 32 triệu. Hai con này có vàng khung các bạn. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ các bạn. Liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video các bạn. Đây, con này nữa, con này cao mét 15 bò nè các bạn. Chân móng hoàn thiện, sái tích đồ nghiêm chỉnh hết các bạn. Giá là 32 triệu cặp man này các bạn. Man khú. Giá 32 triệu. Và bây giờ mình xin được kết thúc video tại đây các bạn. Mình xin được báo giá lại là cặp manh khú chủ báo giá là 32 triệu. Con cao mét 15, con cao mét 12, sái tích nghiêm chỉnh. Giá 32 triệu. Cặp manh đỏ thì cao mét 8 bò giá 33 triệu. Anh em nào bạn bè nào có nhu cầu thì cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại của chú bò mình comment dưới màn hình video nha các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video.